dầu em, thấy cái thùng thuốc, cho miếng nước vô. Máy đến hồ dầu. Tỉ đây nè. Đó đi thì dễ ngã lắm. Ui, chai keo còn không vậy? Cháy bỏ. Nhiều lắm. Độc không? Ừ. Nhiều rồi, đục. Đục rồi cắt lên. Chỗ nào muốn xây chỗ này rộng rãi không? Trước khó sau thế mới giàu.
giờ đi cuốn ống nước trước. Bơm đầy là anh sử dụng mà vừa luôn á. Dạ. Xong. Hả? Xong. Làm gì? Nộp hồ sơ nộp rồi. Rồi ta có số tử luôn. Số tử hộ khẩu biết không? À. Hộ khẩu giờ để má làm hộ khẩu. Chủ hộ hả? Chủ hộ. Số tử là sao nè? Số tử nghĩa là trước đây ông là chủ hộ. Ừ. Bây giờ ông mất rồi thì người khác làm chủ hộ. Chứ là chủ hộ không? Ừ. Ban chủ. Ban chủ chủ cái ban. Ban chủ cái ban hả? Chào được không? Bà mội bà nội mất 2009 ông ba ông mất 2019. 10 năm sau. 10 năm. Toàn lựa số 9 không mày trời. Rút trôi đi, tràn nước rồi. Tràn nước rồi phải không? Rút cái ống ra luôn rồi cha. Ờ chuông tiền ấy chứ vậy. À. Tức là trước đây là hàng tháng á, là ông ba ông lãnh tiền hàng tháng. Đúng rồi. Đúng. Là ông là chế độ người tàn tật. Bây giờ khi ông mất rồi là ông được chế độ là mai táng. Má nó hỏi tao là cái tiền đó rồi bữa ai giữ, cho nó thôi má giữ đi. Thì cho